Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu xem khi mà các bạn chọn cái con đường này, bạn sẽ được gì và bạn mất gì. Cái con đường ở đây nó là một cái sự ẩn dụ, có nghĩa là bất cứ điều gì, ví dụ như là một cái mối quan hệ với ai đó, một cái kế hoạch công việc nào đó trong cuộc sống, hoặc là chuẩn bị đi đến kết hôn thì sẽ như thế nào, hoặc là cái sự việc mà chúng ta học hành cái này này, chúng ta làm cái này này sẽ ra sao, bất cứ cái thứ gì mà các bạn nghĩ tới trong đầu đó, một cái khởi đầu mới. Thì ở đây á, mình có ba cái tụ bài tượng trưng cho ba lá bài ở trên màn hình các bạn có thể thấy này. Thì các bạn có thể lựa chọn cái tụ nào mà các bạn có thể thích nhất nha. Và chúng ta đến với cái thông điệp ngày hôm nay. Xin chào mọi người tụ 1. Cái tụ này liên quan đến những cái điều, những cái sự kiện, những cái việc mà bạn nghĩ là sẽ gắn bó lâu dài, có cái tính chất lâu dài. Và bạn cũng là một cái con người luôn mong muốn có được cái sự ổn định trong công việc, trong cuộc sống, hoặc là trong các cái mối quan hệ, hoàn cảnh sống chẳng hạn. Thì hình ảnh màu neo ở đây các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình nè. Cái lá mà các bạn chọn đây là hình ảnh màu neo đúng không? Thì ở đây nói lên một cái phần nào đó, cái cuộc đời của các bạn giống như là các bạn đang đứng trên cái mặt biển vậy đó. Mà bạn biết không, cái mặt biển á, thì nó mênh mông, nó rộng lớn đúng không? Đúng không? Chúng ta cũng không thể biết được là ngày nào thì nó sẽ là cái ngày mà biển nó động, ngày nào thì là cái ngày mà biển nó lặng. Vì thế bạn rất cần một cái mỏ neo đó, hoặc là chính các bạn phải trở thành một cái mỏ neo của chính cuộc đời mình, của bạn đi. Đó. Hoặc là bạn yêu thương ai đi, cũng hướng tới cái con đường lâu dài, lâu bền, ăn chắc mặc bền, đó là cái tính chất của bạn. Các bạn muốn cam kết, các bạn muốn có một cái sự định hướng rõ ràng, muốn có một cái kế hoạch rõ ràng, cái gì nó cũng phải là rõ ràng. Thì hiện tại của các bạn thì mình thấy bạn đang trong một cái hoàn cảnh mà bạn có một cái liên kết. Và cái liên kết này có thể là bất cứ cái dạng gì nha. Và cái năng lượng trong đấy xuất hiện với thông tin về một nhân vật có năng lượng nam, hoặc là một cái người đàn ông đi. Cái liên kết này đang có thể có những cái sự thay đổi nó đã diễn ra. Và cái thay đổi ở đây là có thể thay đổi cuộc sống tương lai, thay đổi chỗ ở tương lai, thay đổi công việc tương lai. Có những cái điều bạn chưa biết thì các bạn sẽ biết. Có những cái bí mật nó sẽ được khai mở sắp tới đây. Và có những cái góc nhìn các bạn sẽ được thấu rõ và sáng tỏ hơn. Và nếu các bạn chọn đi theo, chọn đồng hành với cái nhân vật này, cho dù là đây là cái người làm ăn chung với các bạn đi, hoặc là đây là cái người bạn đời đi, đó, hoặc là một người bạn đi, thì cái cuộc đời của các bạn sẽ được mở ra. Nó là một cái bài học, nó mở ra theo cái hướng là bài học. Nó sẽ là những cái kinh nghiệm, nó là tổng quan của kiến thức và những cái trải nghiệm thông qua việc ảnh hưởng của cái nhân vật này trực tiếp lên cái cuộc đời của các bạn khi mà các bạn đồng hành với họ. Bạn sẽ được đặt vào những cái hoàn cảnh mà từ trước đến giờ bạn chưa bao giờ phải rơi vào, hoặc là bạn phải học, phải giải quyết. Mình chưa có bàn về cái chuyện tốt hay không tốt nhỉ, bởi đâu có cái bài học nào nó là miễn phí đúng không mọi người. Và cái nhân vật nam hoặc là cái nhân vật có năng lượng nam này á, có cái tính chất rất là rụt rè, và hầu như cái người này thiên về quan sát nhiều hơn, cái hành động của họ rất là chậm. Còn bạn thì có cái nguồn năng lượng nó đối nghịch, bạn năng động hơn thì họ trầm ngâm hơn, bạn nói nhiều thì họ nói ít, bạn hành động nhanh, suy nghĩ nhanh thì họ hành động từ từ và suy nghĩ từ từ. Và cái người này là một cái người mà rất là che giấu cảm xúc bên trong. Đó, thì mình nhìn thấy cái khoảng cách địa lý trong này nha mọi người. Và rất có thể có những cái bí mật của vũ trụ, bí mật của số phận. Vì vậy khi các bạn gặp cái người này, cái hoàn cảnh nó liên tục, nó có cái sự thay đổi và nó xoay chuyển mà bạn không tính trước được đâu. Và cái nhân vật này cũng không tính trước được, không ai tính trước được trong đây. Đây là một cái tình huống mà được sắp đặt từ vũ trụ rồi. Cái điều bạn chưa nhìn nhận ra được trong cái hoàn cảnh này, nó sẽ đi theo cái chiều hướng như vậy nè. Có thể nó sẽ thiên về cái tình cảm và cái cảm nhận của chính trái tim các bạn. Khi mà mình trải bài cho các bạn thì có cái con số 17 nó xuất hiện khá là nhiều trong đây, xuất hiện 2 lần. Nếu mà mình cộng triệt để lại thì nó sẽ ra kết quả là cái con số 7, đúng không? Xuất hiện 2 lần, 17, 17, 17, 17 là 2 lần cái con số 17. Thì khi mà mình cộng triệt để lại thì mình được cái con số 7. Vì thế chính xác là trong năm nay các bạn sẽ biết nhiều điều về cái nhân vật này hơn,
Hoặc theo một cái hướng khác, 17-17 ở đây chúng ta sẽ có được hai cái con số 8, đúng không? Vì thế bạn và cái người này có những cái karma duyên nợ với nhau từ kiếp sống trước. Vì vậy cái mối quan hệ này sẽ có những cái hoàn cảnh và những cái trải nghiệm thông qua nghiệp quả. Nếu bạn gặp cái người này rồi thì check lại giúp mình xem là có đúng như vậy hay không. Có thực sự người này là một cái nhân vật trung thủy và ổn định với các bạn hay không, nếu mà xét trên phương diện tình yêu? Hoặc chính bạn có thực sự ổn định và trung thủy với người này hay không? Đó. Còn nếu mà mình xét trên cái phương diện rộng hơn thì có một cái sự thay đổi tình cảm, cảm nhận của trái tim đối với một trong hai người. Cái cách chúng ta nhìn về đối phương có cái sự chuyển đổi, có những cái sự thật và những cái nhìn nó khác đi về cái người đối diện này này, thay vì cái ấn tượng ban đầu. Vì vậy một trong hai sẽ cảm thấy là hơi bị cô độc trong cái mối quan hệ này. Nếu mà bạn chưa gặp thì sắp tới các bạn sẽ gặp cái nhân vật kiểu này. Và cũng check lại cho mình những cái điều mình nói ở trên. Cái điều bạn cần biết ở đây á, thì đây là một cái mối quan hệ mà các bạn sẽ gắn bó lâu dài với họ. Và chính họ cũng sẽ phải nhận ra là họ cũng sẽ phải gắn bó lâu dài với các bạn, nếu mà các bạn chọn đi cùng với nhau, chọn đồng hành chung với nhau. Nhưng mà cái thời điểm mối quan hệ này diễn ra sẽ có những cái sự kiện bất ngờ nó đổ xuống và nó đánh mạnh vào cái suy nghĩ và cảm nhận của cả hai. May mắn nó cũng có đó, vui vẻ nó cũng có, nhưng mà đồng thời cũng có những cái lo lắng, cũng có tranh cãi, cũng có không hài lòng, hoặc là có những cái sự hiểu lầm nó vụn vặt nó xảy ra. Mình thấy có thể chính bạn hoặc là chính họ hoặc là cả hai đều cảm nhận là thật may mắn khi mà gặp được cái người kia trong cuộc đời của mình. May mắn khi mà cái nhân duyên nó đưa bạn và họ đến với nhau trong cái trường hợp mà cả hai đều có những cái vấn đề bên trong cuộc sống, thì giống như là rổ giá nó cạp lại vậy đó. Và nhờ cái sự xuất hiện của cái người kia thì mỗi chúng ta đều nhìn nhận ra được rằng trong cuộc sống của mình á, có vấn đề đó. Và trong bản thân mỗi chúng ta đều có vấn đề hết trơn á, cần phải thay đổi, cần phải giải quyết để tốt hơn. Và nếu muốn đồng hành chung với nhau thì một trong hai hoặc là cả hai phải chấp nhận cái sự thay đổi. Và cái sự thay đổi này có thể là trên cái bề mặt đời sống, ví dụ như là chuyển đổi vị trí địa lý này, chuyển việc, chuyển ngành, chuyển nhà, có cái sự đổi rời. Hoặc là xét về bên trong thì phải thay đổi tâm tính, thay đổi thói quen sinh hoạt, thay đổi cách suy nghĩ, thay đổi góc nhìn đó. Hoặc là một trong hai phải đánh đổi một cái điều gì đó nó đã kéo dài trong cuộc sống của nhau khá lâu rồi để đi đến cái sự thay đổi này. Có thể một trong hai bị đánh mạnh vào tâm thức nha. Có thể bạn là cái người đã thức tỉnh tâm linh, hoặc là họ là cái người đã thức tỉnh tâm linh. Các bạn có thể đổi chiều cái năng lượng cho mình. Một trong hai sẽ giúp cái người còn lại trên cái hành trình thức tỉnh tâm linh. Nhưng có thể là cái người mà bị đánh thức trong ngày này có vẻ cảm thấy là cái sự kiện này nó hơi lạ lẫm, cũng chẳng hiểu là cái thức tỉnh tâm linh nó là cái gì, nên họ chưa có thể thích nghi được đâu. Vì vậy sẽ có người bị bệnh liên quan đến suy nghĩ, suy nhược cơ thể kéo dài bởi cái năng lượng này đó. Nó cuốn mà. Bạn là ai thì các bạn tự suy xét giúp mình, xem bạn là cái người đánh thức hay là các bạn là cái người mà bị đánh thức. Mình xét trên tất cả cái tên gọi của các mối quan hệ, chứ không riêng gì cái mối quan hệ là nào đâu nha mọi người. Bạn và họ trong cái mối quan hệ nào, cái tên mối quan hệ này là gì thì các bạn có thể là tự sắp đặt. Vậy thì á, bạn được gì với cái liên kết của bạn với cái nhân vật này, cái lựa chọn đồng hành với cái nhân vật này ha, thì sẽ được cái gì? Thì mình xét trên cái nhiều phương diện đi ha, cho nó dễ. Thì cái năng lượng chung trong đây á, thì đây là một cái sự khởi đầu, nhiều cái sự trắc trở, nhiều khó khăn. Cái được ở đây là được về tư duy, được về trực giác, được về cái sự phát triển thăng cấp linh hồn, hoặc là thức tỉnh tâm linh, thức tỉnh, hoặc là thức tỉnh trong cái chuyện mà chúng ta nhận thức về đời sống, về con người, về cách sống, về cách suy nghĩ của chúng ta. Đó, cái khó ở đây á, là thường liên quan về cái mặt tài chính, cái mặt đời sống thực á, về cái mặt những cái, có những cái người nó phá bĩnh, nó chung quanh cái mối quan hệ này. Hoặc là mình gọi là sẽ hai người cũng sẽ phải gặp tiểu nhân giấu mặt gây ảnh hưởng đến cái liên kết này. Đó, nếu mà trên phương diện tình cảm đi, thì đến với nhau có những cái khó khăn liên quan đến vấn đề tài chính và có nhiều người bàn tán cản trở ra vào, kiểu như vậy. Nếu trên cái phương diện mà bạn và người này là hợp tác làm ăn chung đi, thì cũng là cái khởi đầu nó rất là chật vật, nó liên quan đến nhiều về cái vấn đề tài chính. Ví dụ như là chúng ta có cái đối thủ cạnh tranh không lành mạnh, tuy bạn với họ chung một thuyền, đó, chung một chiến tuyến, chung một cái mặt trận đấu tranh, nhưng mà khởi đầu nó khá là khó khăn bởi cái tính chất của hai người khá là khác nhau. Vì thế để mà thấu hiểu nhau thì phải trải qua cùng nhau những cái bài học để cân bằng cái năng lượng cho cả hai, bởi một người kiểm soát nhiều hơn còn một người thì lại vô tư hơn. Có cái được thì mình bàn tiếp về cái mất ha. Đồng hành với cái nhân vật này thì bạn sẽ mất cái gì? Có những cái điều các bạn muốn làm, có những cái ước mơ và những cái con đường các bạn muốn theo từ khi các bạn còn rất là nhỏ. Hoặc có những cái sự khởi đầu về những cái thứ các bạn muốn làm thì các bạn sẽ phải loại bỏ dần dần. Bởi sẽ có rất là nhiều cái việc các bạn không thể ôm đồm được hết tất cả.
Vì thế các bạn phải loại bỏ dần dần đi. Hoặc là trong đây thì mình thấy là có cái sự đối chọi trong cái năng lượng đồng hành với nhau, có nghĩa là cái đối phương sẽ kiểm soát hoặc là thích dẫn dắt cái mối quan hệ này theo cái mong muốn của họ nhiều hơn. Bởi đối với họ, bạn giống như là một cái đứa trẻ và bạn còn nhiều cái điều ngây thơ hơn cái người này. Kinh nghiệm các bạn có nhưng mà các bạn không kiểm soát tốt như cái người này. Vì thì nãy giờ thì mình thấy hình ảnh của những cái cây thánh giá nó xuất hiện rất là nhiều. Xuất hiện rất là nhiều thì mình có thể cảm nhận cái linh hồn của bạn và nhân vật này không ngẫu nhiên mà gặp nhau trong cái kiếp sống này đâu. Cái sự lựa chọn á, có nghĩa là chọn đồng hành hay không thì phụ thuộc vào các bạn, phụ thuộc hoàn toàn vào các bạn. Vậy tương lai của cái liên kết này nó sẽ như thế nào? Thì mình thấy tương lai của cái mối quan hệ này nó luôn gắn liền với cái sự tác động của môi trường cũng như cái con người chung quanh. Có rất là nhiều cái lời bàn tán ra vào, nhiều người tấn công đàm tiếu, nhiều người ý kiến ý cò râu ria chung quanh đó. Nhưng mà tuyệt nhiên một chỗ là bạn và cái nhân vật này sẽ càng ngày càng thấu hiểu nhau hơn. Thì đương nhiên nó sẽ phải có những cái điều như vậy. Dù trong cái cương vị nào đi chăng nữa, đóng cái vai nào đi chăng nữa, thì cũng là cái chuyện riêng của cả hai người, chứ không có để cho cái năng lượng nó ảnh hưởng linh tinh từ bên ngoài đâu. Nhưng mà để đi đến cái quá trình này thì nó cũng không phải là nó suôn sẻ đâu. Vốn dĩ trên đời làm gì có cái điều gì nó suôn sẻ đâu. Và cái lá bài mình xin thông điệp cho các bạn trong ngày nói nhiều về cái hành trình thương yêu chính mình, yêu bản thân, giành lấy những cái thứ công bằng cho chính mình thông qua cái liên kết với cái nhân vật này. Bởi khi gắn kết với cái nhân vật này, bài học các bạn nhìn nhận được rõ nhất chính là phải yêu thương chính mình, bởi sẽ có những cái hoàn cảnh khơi gợi hoặc bóc trần những cái sự thật mà bạn chưa nhìn nhận ra được. Đó, nhờ cái sự đồng hành, nhờ cái sự xuất hiện của cái người này thì các bạn sẽ bị, người ta gọi là bị trigger đó. Ví dụ, nếu tuổi thơ các bạn không có được sự hạnh phúc và công bằng thì thông qua cái mối quan hệ này các bạn sẽ biết các bạn phải làm gì với chính bản thân mình. Thông qua cái mối quan hệ này các bạn sẽ nhìn nhận ra được là cái năng lượng vội vàng vồn vã vô tư của mình đôi khi nó sẽ không phù hợp trong một vài hoàn cảnh nào đó trong đời. Và bạn sẽ có những cái khoảnh khắc mà bừng tỉnh thông qua cái người này. Đó. Nếu mà nói tốt hay không tốt thì mình nghĩ là 50-50. Họ cũng nhận được cái sự tác động tốt từ bạn mà bạn cũng nhận được cái sự tác động tốt từ họ. Họ có những cái điều mà có thể là chưa ưng ý ở bạn thì bạn cũng có những cái điều mà các bạn chưa ưng ý ở họ. Nhưng mà bởi chỉ có thông qua cái mối quan hệ này thôi á, thì cả hai mới hoàn thành giai đoạn thức tỉnh linh hồn trong cái hành trình này được. Đó. Và cái hình ảnh cán cân trong này thì mình thấy đã xuất hiện rồi. Vì thế cái liên kết này là một cái liên kết mà sẽ có cái sự công lý ở đây, sẽ phải công bằng, sẽ phải học được cái sự thăng bằng thông qua những trải nghiệm cùng nhau, trải nghiệm với nhau, giúp cả hai tốt hơn, trưởng thành hơn, vững vàng hơn. Vì thế bạn chọn cái con đường đồng hành này hay không là tùy ở các bạn. Bạn có chọn người này hay không là tùy ở các bạn. Bạn có chịu hợp tác làm ăn với người này hay không là tùy ở các bạn nha. Tùy các bạn nha. Ok, thế thì cái tụng 1 này mình xin dừng lại ở đây và hẹn gặp lại mọi người một cái trại bài kỳ tới. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã đồng hành với mình trong suốt thời gian qua. Cảm ơn mọi người. Bye bye. Xin chào mọi người tụ 2. Mình không biết là các bạn có biết là có một cái cơ hội và có một cái con đường nó đến với các bạn hay chưa, hoặc là mình không biết được là cái cơ hội này nó đã xuất hiện trong cuộc sống của các bạn hay chưa, nhưng mà mình nhìn nhận ra được rằng á, trước sau gì các bạn cũng sẽ phải đứng giữa một cái sự lựa chọn nào đấy. Một cái cơ hội nó sẽ tới nha, và các bạn phải lựa chọn là đi hay ở, có lựa chọn cái điều này hay là không. Sẽ phải đứng giữa một cái hoàn cảnh mà các bạn phải lựa chọn. Có những cái con đường chúng ta cứ đi mãi mà không phải lựa chọn, đúng không? Cứ thẳng vào đường mà đi thôi. Nhưng mà có những cái con đường nó sẽ xuất hiện cùng lúc với một cái con đường khác. Nên vì vậy các bạn buộc phải lựa chọn là đi cái con đường nào tiếp theo. Và đây là một cái khởi đầu mới. Vốn dĩ các bạn xem cái tụ này, mình không biết các bạn đang ở cái giới tính nào, nhưng các bạn sẽ trội cái năng lượng nam nhiều hơn. Và bạn có những cái điều mà các bạn nghĩ về cái đời sống á, nó rất là tự do, các bạn rất là phóng khoáng, và các bạn có thể là có cái kinh nghiệm hơn cái người đồng tuổi. Sẽ có những cái tin tức nó từ xa nó tới đó, và báo hiệu cho một cái sự khởi đầu mới trong cuộc đời của các bạn. Và liệu rằng bạn có lựa chọn hay không, mình sẽ tìm hiểu cho các bạn xem cái mặt lợi và cái mặt hạn chế trong cái trường hợp này, trong cái con đường này nó là cái gì, để các bạn suy xét. Bởi trước sau gì cái cơ hội này nó cũng tới thôi. Đó, nó như được lập trình sẵn như vậy rồi. Đúng lúc, đúng thời điểm là nó sẽ tới. Nó gõ cửa nhà các bạn.
Mình gọi cái hành trình này là hành trình thay đổi cuộc đời 180 độ luôn. Một cơ hội, một chuyến đi xa. Cái chuyến đi này có thể là hứa hẹn những cái điều mà các bạn đã từng mong muốn sâu thẳm từ trước đây. Ví dụ, các bạn mong muốn ổn định công việc sự nghiệp, bạn mong muốn có được cái hạnh phúc, bạn mong muốn có được một cái mối quan hệ tốt và bền vững, bạn mong muốn thay đổi, bạn mong muốn đi xa lập nghiệp, muốn tìm được một cái đam mê thực sự mà mình phải có trong đời sống. Có nghĩa là nó giống như là một cái mục đích sống, cái kiểu như vậy á. Và cái số ít trong này có thể là gặp được nhiều cái mối nhân duyên khác ở cái hành trình này. Khi các bạn đi đến cái vùng đất này, bạn chọn cái con đường này thì mình nghĩ nó thiên về cái sự ổn định cho các bạn nhiều hơn ở hiện tại. Mình được thôi thúc trong này xác nhận lại một lần nữa về cái sự ổn định mà bạn có lẽ hiện tại hơi phân vân nên chưa thấy được đâu, hoặc là chưa nghĩ ra được rằng nó sẽ như thế nào. Vốn dĩ trong đời sống của các bạn có thể đã trải qua những cái vòng lặp, nó lặp đi lặp lại khiến cho các bạn khá quay cuồng và mệt mỏi với những cái sự kiện đã cũ. Có những cái sự thật các bạn phải nhìn nhận ra được trong cuộc sống của mình, bởi có thể cuộc đời của các bạn thiếu đi cái gì? Thiếu đi cái sự ổn định, thiếu đi cái tính chất ổn định. Bạn có thể là thay đổi công việc rất là nhiều, có thể là từng trải qua nhiều mối quan hệ, nhưng mà đa số có thể là những cái vòng lặp để cho các bạn giải quyết mà thôi. Và cái tin tức này đến mang đến một cái con đường nó tươi mới hơn cho các bạn. Và cái việc là các bạn phải làm là cái gì? Là có lựa chọn hay không mà thôi. Nó phụ thuộc vào các bạn hết. Và đây có thể là hành trình đi xa nha mọi người. Đi xa trên cái mặt hiện thực cuộc sống 3D luôn, là đi khỏi cái nơi các bạn ở hiện tại luôn đó. Làm việc ở xa, học hành ở xa, lập gia đình ở xa, nói chung là có cái sự di chuyển trong này từ cái điểm A đến cái điểm B, từ cái nơi này đến cái nơi khác. Một vài trường hợp trong này khoảng 35 tuổi mới bắt đầu ổn định thực sự, mới có được những cái điều các bạn mong muốn thực sự. Tuy rằng cái thời vận nó hơi chậm một chút, nhưng mình khẳng định là nó sẽ rất là chắc chắn. Cái sự kiện này, cái cơ hội này sẽ diễn ra trong khoảng độ 31 tuổi đổ đi trong một vài trường hợp trong đây. Trường hợp khác sẽ nghe tin trong 9 tháng nữa. 9 tháng ở đây hoặc là 9 tháng trở lại đây, chứ quên là 9 tháng ở đây, hoặc là 9 tuần trở lại đây nha. Các bạn sẽ biết. Hoặc là hiện tại nó đã đến rồi đó, nhưng quan trọng có chọn hay không thôi. Hoặc là gần nhất là một tuần trở lại đây, khi mà các bạn xem trải bài này thì cái cơ hội này nó cũng xuất hiện, cái con đường mới nó cũng sẽ xuất hiện rồi. Khi mình xem cái trải bài này cho bạn đó, thì mình thấy thiên thần 999 xuất hiện liên tục à. Và cái con số thiên thần này cũng báo hiệu rằng có thể là trong đời sống của các bạn có những cái vận trình, có những cái vòng lập, có những cái điều nó đã đến lúc nó kết thúc rồi, đã hoàn thành một cái vòng đời cũ rồi. Bạn nên bước chân đến một cái vòng xoắn ốc mới, một cái vòng đời mới để có thể tiếp tục cái hành trình mới của các bạn và đón nhận những cái điều nó thuộc về các bạn, bởi đây là một cái khởi đầu hứa hẹn rất là nhiều điều tốt đẹp. Bởi những cái thứ nó không phù hợp nó đã kết thúc, và để nhường chỗ cho những cái điều tốt đẹp xứng đáng với các bạn hơn. Cái lá bài trong này tiếp tục có những cái con số 9 nó xuất hiện rất là nhiều, khiến mình lại càng phải thúc đẩy các bạn nhiều hơn để lựa chọn cái con đường này một cách mạnh mẽ nhất. Vài người trong này có thể đã có những cái hạn, mình gọi là cái hạn 10 năm. Bạn quay trở lại cuộc đời của các bạn xem, các bạn có 10 năm không? 10 năm mà nó quật cho các bạn là lên bờ xuống ruộng. Đó, các bạn suy xét lại xem, tính thử xem có chọn 10 năm hay không. Thì trong vòng 10 năm đó thì các bạn phải cô độc một mình, chiến đấu xoay sở, và đã đến lúc các bạn phải đi khỏi cái điều này rồi. Nó quá cũ và nó quá là mệt mỏi rồi. Trong đây thì mình cố gắng khai thác sâu hơn một chút, đáng ra là không được nói cái này đâu, nhưng mà mình mở nhẹ một chút nhá, mở nhẹ một chút cái món quà này. Cái con đường này của các bạn thì có thể là sẽ gắn bó lâu dài với các bạn, nó cũng phải 16 năm ở cái nơi mới này. Và 16 năm khi mà nhìn lại quá khứ, sau này bạn sẽ cảm ơn những cái gì mà hôm nay các bạn có. Đó, cảm ơn những cái gì hôm nay các bạn có. Mình không biết là 16 năm nữa thì cái YouTube của mình nó sẽ như thế nào. Biết đâu được lúc đấy là được nút kim cương chứ đùa. Cái số phận mà đời nó đẩy mình tới đâu thì chúng ta đi tới đó nha mọi người. Và hãy cân nhắc cái trải bài này hôm nay giúp mình nha. Và hãy đón lấy cái cơ hội và cái ước mơ này nha. Vậy cái điều gì các bạn sẽ được nếu mà các bạn chọn đi cái hành trình này, chọn đi trên cái con đường này? Thì mình thấy nó liên quan nhiều về cái tiền bạc tài chính kinh doanh, may mắn trong cái con đường sự nghiệp. Cái vận may khởi nghiệp, cơ hội duy nhất chỉ đến một lần trong đời mà thôi. Bởi bạn biết á, cái lá mà có cái lá có bốn lá đó, nó đâu phải là lúc nào chúng ta cũng hái được cái lá có bốn lá mà nó đầy đủ bốn cái lá đâu, đúng không? Đầy đủ bốn cái nhánh. Mà cái con đường này nó dẫn các bạn đi đến tương lai rộng mở thanh thang nữa. Đó, có ai mà mang lại cái điều gì mới cho các bạn liên quan đến cái người mà nó có cái chữ K đó. Cái chữ K như trong một vài trường hợp trong đây nha. Đó, thì mọi người suy xét lại cho mình coi là có cái quý nhân mà có cái liên quan đến cái chữ K không? Cái chữ K đó. Thì mọi người comment cho mình biết, và đây là một vài cái lưu ý rất là nhỏ thôi. Ai có thì comment, còn không có thì thôi. Vậy thì cái điều gì nó sẽ mất? Nó
nó sẽ mất khi mà các bạn chọn cái đi trên cái hành trình này. Thì mình luôn nhìn nhận hai mặt của vấn đề. Chứ cái gì mà cũng được thì giống như là đang ru ngủ mọi người rồi mà mình không có giỏi trong cái việc ru ngủ đâu. Bởi vậy á, nhiều bạn xem kênh của mình á, thường mọi người sẽ có những cái tình trạng như vậy, là mình cảm nhận được luôn á, là khi bấm vào bất cứ một cái tụ nào mà dự đoán cái gì đó là bắt đầu tim đã thình thịch. Đó, không biết là sẽ có cái điều gì đây, hồi hộp quá. Đó, có phải là như vậy không? Cái con đường này á, nó sẽ ảnh hưởng đến cái chuyện tình cảm của các bạn đó. Có nghĩa là khi mà các bạn đi khỏi, các bạn thay đổi vị trí địa lý đi, các bạn đi khỏi đi, các bạn sẽ phải đứng giữa cái con đường. Ví dụ như vậy là ai đang có người yêu thì không biết là đối phương á, có chấp nhận là yêu xa hay không, có chấp nhận là hai người và tạm thời xa nhau trong cái khoảng thời gian này hay không đó, hoặc là có thể là có chờ đợi được mình hay không, đúng không? Còn ai mà chưa trong cái mối quan hệ mà tình yêu đi, chưa trong một cái mối quan hệ với bất cứ một người nào đi, thì cái con đường này sẽ mang lại cho các bạn nhân duyên, ít nhất là phải hai mối nhân duyên để cho các bạn tha hồ lựa chọn. Và nói chung á, thì mình nói trước là sẽ đến lúc các bạn phải đứng giữa sự lựa chọn giữa một cái gì đó cũ và một cái gì đó mới nó đến đó. Nhưng mà số phận của các bạn sẽ chỉ dành cho một người thôi, mình không biết là người nào, nhưng mà cái nhân vật đó phải có cái duyên nợ cực kỳ sâu dày với các bạn thì mới ở bền với các bạn được, mới lấy nhau được. Còn không thì cứ như là hái hoa bắt bướm, cà lơ phất phơ một thời gian xong lại thôi. Đó, nghe thì nghĩ là hồi vốn đó, nhưng mà không đâu. Người mà các bạn sẽ lấy, sẽ về chung một nhà mà một vợ một chồng á, không thay đổi, không ngoại tình, luôn luôn chung thủy, thì cái người đó mới là cái người cuối cùng. Đó, nếu mà ai trong đây mà có 2-3 đời rồi á, thì á, nó như cái kiểu cà lơ phất phơ luôn, nó chỉ đồng hành một thời gian thôi. Thì các bạn thử suy xét lại xem có đúng hay không. Vì vậy trong đây á, có những cái người á, cực kỳ trễ trong cái chuyện kết hôn, hoặc là đi đến kết hôn khi mà các bạn phải chững chạc hẳn rồi, 30 mấy 40 rồi. Còn nếu mà lấy sớm mà đứt gánh giữa đường hết, chậm tình duyên lắm. Đó là những cái năng lượng của những cái người chọn cái tụ này, rất là chậm tình duyên và rất là cái kiểu như là như gì, người ta gọi là cái gì ấy nhỉ, mọi người hay gọi là lận đận tình duyên đó. Thế thì cái tương lai của con người này, tương lai của cái con đường này, quên lại, bà con người này, chả hiểu sao đọc vấp hoài luôn. Cái tương lai của cái con đường này á, nó sẽ như thế nào thì mình thấy mọi người sẽ toàn tâm toàn ý vào sự nghiệp, toàn tâm toàn ý vào sự nghiệp. Bạn sẽ phát triển theo cái hướng các bạn muốn, và cái con đường này đúng thật là nó ảnh hưởng đến tình duyên của các bạn một chút. Tùy mọi người sắp xếp nha. Ai có một cái mối quan hệ gắn kết thì cũng sẽ là yêu xa. Vốn dĩ thì mình thấy các bạn khá là chung thủy và đối phương các bạn cũng thế, nên đừng có lo cái chuyện đó. Còn nếu khi các bạn ngắt kết nối với người cũ rồi, thì có thể là sau này khi mà các bạn rời khỏi hoàn toàn và đi cái con đường dành cho mình rồi, thì khéo lại người cũ lại quay lại. Đó, nó chớ trêu một cái như vậy đó. Còn nếu mà ví dụ các bạn độc thân đi, thì sẽ có người theo đuổi dí các bạn té khói vào một cái vùng đất mới này luôn. Chọn hay không mà các bạn. Ở đây thì mình xin cho các bạn một cái lá bài thông điệp là gì, nghe mà hết hồn luôn á. Có nghĩa là đi thôi, time to go rồi đó, đi thôi. Cái thời gian nó tới rồi, cái thời vận nó đến rồi, đến lúc phải khởi hành rồi. Hãy bỏ lại tất cả quá khứ ở phía sau đi và xuôi theo nhân duyên, đi một cái hành trình mới, xây dựng những cái điều ổn định vững vàng hơn. Số phận đang kêu gọi các bạn rời khỏi những cái thứ nó gây ra cho các bạn sự bức bối và đi theo cái con đường riêng của mình đi, bỏ đi hết những cái râu ria nó không cần thiết đi, nắm bắt những cái điều, những cái món quà mà vũ trụ mang đến cho bạn. Bởi á, cái cỏ bốn lá đâu phải lúc nào nó cũng xuất hiện đâu. Đó, cái cơ hội mà chúng ta phải biết nắm bắt, không là nó tuột khỏi tay, nó phí đi. Sau này á, mà ổn định cuộc sống rồi á, vật chất này kia đầy đủ rồi á, thì cái chuyện tình duyên của các bạn nó cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Đấy, nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Không phải là chúng ta đam mê vật chất đâu, nhưng mà hạnh phúc thì nó cũng phải đi kèm với cái gì, nó cũng phải có một cái tiền đề để cho nó hạnh phúc chứ, đúng không? Mình sống thực tế lắm mọi người. Ok, thế thì cái tụ 2 này mình xin dừng lại ở đây nha, và hẹn gặp lại mọi người một cái trò bài kỳ tới. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye. Xin chào tất cả mọi người tụ ba. Khi mà mình xóc cái lá bài cho các bạn đó, để mình lấy lá đó, thì mình thấy là trời ơi, sao mà nó drama khủng khiếp quá. Có ai trong đây phải trả nợ nghiệp quả hay là không? Các bạn có thể comment cho mình biết. Nó liên quan đến những cái trường hợp sau.
gia đình, bạn bè, tình yêu, tâm linh, tổn thương trái tim, tổn thương tâm hồn, đau nhức xương khớp, đau nhức cột sống, làm ăn thua lỗ, bị hại sau lưng, phá sản, hoặc có thể là bị tất cả những cái điều này một lúc luôn. Có thể trong những cái trường hợp, từng trường hợp một, hoặc là các bạn bị tất cả những cái trường hợp này cộng dồn lại và nó chia đều cho từng năm. Cuộc đời của bạn liên quan đến sự thay đổi, vì thế bạn mới xây lên được một cái lâu đài đi, đang xây dở dang đi, hoặc là xây hoàn thiện xong rồi thì y như rằng á, sao chổi nó rơi đúng, thiên thạch nó rơi đúng ngay cái chỗ cái nhà bạn luôn á, chứ không phải là nhà người khác đâu nha, không xê dịch luôn. Bạn khó khăn hơn người khác rất là nhiều, bởi đây là một cái sự rèn luyện linh hồn bắt buộc phải trải qua những cái điều này. Ai trong đây có vấn đề với luân xa tim không? Ví dụ như là các bạn có những cái tính cách như các bạn khó mở lòng, các bạn tổn thương nhiều trong tình yêu hoặc là tình cảm giữa con người với nhau, có cái thời gian mà các bạn nghi ngờ chính bản thân các bạn luôn đó. Mình không biết là các bạn đang đi trên cái con đường nào, đang đi trên cái hành trình nào và có những cái hành trình mới nào, nhưng mà ở đây á, nó không giống hai cái tụ trước đó. Ở đây nói tổng thể về cái hành trình thức tỉnh tâm linh của các bạn nhiều hơn trong cái kiếp sống này luôn nha mọi người, nó hơi khác một chút. Vì vậy có thể riêng cái tụ này thì mình tìm hiểu về cái ý nghĩa hành trình này và cái các bạn nhận được sau khi mà hoàn thành từng cái giai đoạn trong cuộc đời, nó sẽ bao hàm rộng hơn những cái người ở hai tụ trước. Nó sẽ không giống, nó sẽ không giống hai tụ trước, khác hoàn toàn luôn. Và có ai trong đây từng đi xem bói không? Có nghĩa là có cái bà coi bói nào mà xem các bạn là số phận các bạn phải lập gia đình ở xa này, hoặc là các bạn phải tha phương lập nghiệp này, hoặc các bạn phải học được nhiều thứ khi mà các bạn bôn ba ngoài xã hội nhiều hơn là khi các bạn ở nhà. Nhiều người trong này có những cái giai đoạn mà bạn không cảm thấy ổn khi mà các bạn ở nhà, ở cái nơi các bạn đang ở. Có thể là bạn không nhận được sự hạnh phúc đầm ấm, vì thế các bạn sống ở ngoài đường nhiều hơn ở trong nhà và có cái sự chuyển đổi chỗ ăn, chỗ ở rất là nhiều lần, chuyển nhà liên tục. Và trước sau gì, hoặc là chuyển chỗ làm, chuyển công việc liên tục luôn, trước sau gì cũng di cư sang một cái nơi khác thôi, hoặc là ở đây là một cái chuyến hành trình di cư đến một cái vùng đất khác, một cái đất nước khác luôn nha mọi người, một cái nơi khác là phải xa quê hương á, xa quê hương. Đây là cái điều bạn có thể là chưa nhìn nhận ra được ở cái thời điểm hiện tại đâu, hoặc là nếu giờ các bạn lớn tuổi rồi á thì ngẫm lại các bạn sẽ thấy là những cái điều mình nói là đúng. Cái nơi cũ các bạn ở đó, cái nơi này có những cái điều nó khiến các bạn khép lòng, các bạn phải sống thật là kín tiếng. Các bạn cũng không mong muốn nhiều người biết về cuộc sống của các bạn đâu, khiến các bạn có thể là cắt liên lạc với những cái người bạn cũ, những cái người cũ, những cái mối quan hệ cũ. Các bạn ẩn mình luôn đó. Và có cái thời điểm trong đầu của các bạn đó, các bạn cực kỳ khó khăn trong cái chuyện mà ổn định công việc, ổn định cuộc sống, ổn định suy nghĩ, ổn định chỗ ăn, chỗ ở, chỗ làm việc. Và đâu đó trong thâm tâm có thể đã giống như kiểu như là sao ta, bên ngoài thì thấy là ở cuộc sống nó tự do, nhưng mà bên trong thâm tâm của các bạn, các bạn cứ có những cái điều nó trói buộc các bạn. Và đây là những cái điều nó giống như là những cái sợi dây vô hình, nó trói buộc từ bên trong, nó có cái sự giới hạn bên trong. Và nhiều người trong này có một cái tính cách là các bạn nghiện công việc, có cái năng lượng các bạn cứng ngắc trong cái lời nói, trong cái hành động, trong cái suy nghĩ. Các bạn sống nhưng mà không được là chính mình đó, không được là không có bộc ra được cái chính mình ở bên trong. Có cái tổn thương nó ảnh hưởng đến cái luân xa gốc của những cái bạn chọn cái tụ này nha. Vì thế khi mà các bạn ở cái độ tuổi 22 tuổi đổ đi ấy, hoặc là ở cái độ tuổi 20 đổ đi, hoặc là chính xác là ở cái con số 22 tuổi luôn, bạn luôn phải sống và chứng minh rằng bạn là cái người có năng lực đó, có giá trị, đôi khi hơi gồng mình để đối diện với cái cuộc sống hiện thực hiện tại. Nếu các bạn là nữ, các bạn đang xem cái trải bài này, thì các bạn khá là cứng đầu và các bạn mạnh mẽ, các bạn trội cái năng lượng nam nhiều hơn. Nếu mà các bạn là nam, các bạn đang xem trải bài này, thì các bạn khô khan, các bạn cọc tính và cái gì cũng nguyên tắc, cái gì cũng phải luật lệ. Các bạn muốn giống như là các bạn muốn là tôi là phải đưa tôi vào một cái khuôn phép như thế này, lệch ra là không được này. Các bạn sống không phải là chính mình nữa. Bạn có thể là rơi vào những cái tình trạng như là ví dụ các bạn nghiện ngập một cái thứ gì đó, ví dụ như là các bạn nghiện đồ ngọt này, căng thẳng quá thì nghiện đồ ngọt, hoặc các bạn nghiện cà phê, các bạn nghiện game, các bạn nghiện thuốc lá, các bạn nghiện cảm xúc, các bạn bị phụ thuộc cảm xúc, hoặc nghiện thuốc an thần ấy, uống thuốc an thần, nghiện thuốc đau đầu. Có nghĩa là các bạn phải dùng thuốc an thần và uống thuốc đau đầu rất là thường xuyên. Và có những các bạn nó có cái bệnh liên quan đến tinh thần, tâm thần bất ổn, bất ngủ kéo dài, lo âu kéo dài, rối loạn lo âu. Về sau này á, bạn có thể thoát ra được,
cái con đường sau này thì đương nhiên là phải thoát ra được rồi. Nhưng những cái trải nghiệm này này, mình nghĩ các bạn cũng không bao giờ muốn lặp lại nó ở một cái kiếp sống khác nữa đâu. Bởi vì nó quá đủ rồi. Nó quá đủ cho một cái cuộc hành trình, nó quá là dài và nó quá là mệt mỏi rồi. Và dĩ nhiên là khi mà đến cái năm 29 tuổi trở đi thì bạn sẽ trở thành một cái người mà vững chãi, trưởng thành hơn. Các bạn khôn ngoan hơn, các bạn có kinh nghiệm sống và các bạn có thể là độc lập hơn, thành công hơn những cái người cùng tuổi. Nhưng mà đâu đó trong thâm tâm của các bạn mong cái cuộc đời mình có được cái sự bình an. Và mong là thôi khi mà tôi về già đi tôi có được một cái cuộc sống nó bình an hơn cái giai đoạn tiền vận. Đến cái năm mà các bạn 33 tuổi, có nghĩa là cái vận trình từ cái 33 tuổi nó đổ đi á, thì tất cả những cái bài học của các bạn từ cái giai đoạn tiền vận nó bắt đầu nó chín mùi. Bạn có được những cái mối quan hệ nó bền vững hơn nhờ cái kinh nghiệm ở tiền vận. Chính bạn là cái người mà các bạn sẽ lựa chọn cái mối quan hệ của mình, chứ không phải là ai muốn qua mắt các bạn được là qua mắt được đâu. Coi như là trang bị những cái bí kíp cuộc sống để có thể có được những cái mối quan hệ nó đẹp đẽ hơn trước đây. Khi mà 33 tuổi đổ đi cũng là cái thời điểm mà một số người trong đây mới tiến đến hoặc là nghĩ đến cái chuyện mà cam kết kết hôn. Còn trước đó đó, nếu mà các bạn kết hôn sớm cũng không thể. Cũng có những cái sự trục trặc, cũng gặp được những cái người mà nó không vừa ý hoặc là nói thẳng ra là không tốt. Đó, ví dụ như vậy nè, nó chéo ngoe chỗ này. Bạn thích họ nhưng mà họ không thích bạn. Họ thích bạn nhưng mà bạn không thích họ. Hoặc là trong cái mối quan hệ của các bạn đó, luôn luôn có cái sự xuất hiện của một cái người thứ ba, hoặc là nhân tố thứ ba, hoặc là có những cái người mà đâm sau lưng, có những cái liên kết nghiệp quả là phần nhiều, trả nợ nghiệp quả là phần lớn. Thì như mình đã nhìn nhận ra được là nếu ví dụ các bạn chọn cái tụ ba này, các bạn coi đây là một cái con đường cho bất cứ cái thứ gì các bạn nghĩ trong đầu đi, ví dụ đi, thì cái con đường tương lai của các bạn đó nó sẽ nằm trong tay của các bạn mà thôi. Nhưng mà các bạn phải trải qua hết thảy những cái thứ mà nó hỉ nộ ái ố trong cuộc đời rồi á. Một số trường hợp đặc biệt có thể là ví dụ như nào ta, để mình từ từ để mình xem coi. Một số trường hợp đặc biệt có thể có người không đồng ý cam kết kết hôn với các bạn luôn. Ví dụ là như vậy, các bạn ở vậy luôn, các bạn không cần phải cam kết kết hôn với ai hết. Từ những cái trải nghiệm cũ nó đã qua thì cảm thấy chán quá rồi, thì thôi sống ở vậy luôn, chọn cái con đường độc thân luôn và cảm thấy hạnh phúc với cái điều đó. Đây là một vài trường hợp nha. Hoặc là có những cái người sẽ kết hôn với một người rất lớn tuổi và không có tình yêu. Có nghĩa là hai người lấy nhau bởi vì cả hai cùng cần ở nhau những cái điều mà bản thân mình không thể có. Ví dụ như là bạn cần họ vì họ có cái suy nghĩ thông thái, họ ổn định trong đời đó, hoặc là họ mang lại cho các bạn cái sự ổn định về cái mặt vật chất chẳng hạn, là như vậy, ổn định về tinh thần. Hoặc là họ lấy bạn bởi bạn đẹp, hoặc là bạn đạt đủ những cái yếu tố mà họ muốn, họ tìm kiếm ở một cái người bạn đời đó. Nó cứ như cho mình cái cảm giác là đến cái lúc đó bạn cũng hài lòng với cái sự lựa chọn này luôn. Các bạn cảm thấy tôi sống như thế tôi cũng cảm thấy là như vậy là được, như vậy là tốt đối với tôi nghĩ như thế là tốt thì tôi sẽ làm. Các bạn không có nghèo đâu ha. Những cái bạn chọn cái tụ này thì chắc chắn một điều là bạn không nghèo đâu. Bạn không nghèo tiền, các bạn không nghèo vật chất. Nhưng mà đâu đó khi mà trải qua hết thảy tất cả những cái bi kịch của cuộc đời rồi á, thì có thể rằng cái lúc đó bạn chỉ cần một người trưởng thành cùng đồng hành với mình mà thôi. Cần có nhiêu đó thôi. Có trường hợp sẽ quay trở lại với người cũ nha mọi người. Khi mà cả hai đã hoàn toàn chín mùi trong suy nghĩ thì sẽ có một cái người cũ quay lại đó. Thì mình không biết là người cũ của các bạn là ai, nó cũ như thế nào. Đó. Khi mà cả hai hoàn toàn là đã có công danh sự nghiệp rồi á, và cả hai cùng muốn dừng chân á, thì bắt đầu quay trở về với nhau. Và dù như thế nào đi chăng nữa thì phải 39 tuổi đổ đi thì cuộc sống mới của những cái bạn chọn cái tụ này, chọn cái con đường này, nó mới bắt đầu sang một cái trang hoàn toàn khác đối với trước đây. Tất cả những cái thứ mới nó đến mới hoàn toàn luôn, tất cả mọi thứ như là một cái kiểu mà khi mà các bạn đứng ở cái nơi đấy rồi á, khi các bạn đứng ở cái thời gian khoảnh khắc đấy rồi, cái thời gian đấy rồi, các bạn nhìn lại về quá khứ, các bạn cảm giác như là giống như là mình vừa tỉnh được một cái cơn ác mộng vậy đó, một cái cơn mơ mà mình muốn thoát ra cho nó sớm đó, cái kiểu như thế. Và bạn này vẫn có cái số xuất ngoại như mọi người. Có số xuất ngoại, có số du lịch khắp nơi này, du lịch khắp nơi trên thế giới luôn. Và có số định cư, có số di dân. Thì bạn đang ở trong cái trường hợp nào thì các bạn hãy lựa chọn cái trường hợp nào là phù hợp nhất nha. Bởi vì đi khỏi cái đất nước mà các bạn đang ở, đi khỏi cái quê hương của các bạn là Việt Nam đi, thì cũng là xuất ngoại rồi, cũng là du lịch khắp nơi rồi. Còn các bạn có thể có người trong đây là định cư di dân luôn đó. Thì các bạn tự lựa chọn cho mình. Mình thấy thì kết thúc nó vẫn có hậu thôi, nhưng mà nó cũng phải trải qua hỉ nộ ai ố đó, chua cay mặn đắng lắm
thì bắt đầu mới cái hậu nó mới tới với các bạn, nó hơi trễ một chút đó, tầm 39 tuổi. Và mình xin kết thúc cái tụ này ở đây ha, và hẹn gặp lại mọi người ở một cái trải bài kỳ tới. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã đồng hành với cái kênh này của mình ha. Cảm ơn mọi người. Bye bye.